Thầy nhá. Ui trời. Con elite, con elite đen thế, vừa ra phát bị mình magic beam cho phát cút luôn. Ê. Con magic, con elite buồn cười vãi chưởng ạ. Ra phát bị mình magic beam cho phát cút luôn mà. Hình như cái con Lucky Neko cái version sinh nhật birthday này mình chưa làm đúng không anh em? Ờ hình như là mình chưa làm anh em ạ. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi thử con này anh em nhá. Nó sẽ có tính chất như sau. Trừ đi 35% đam, max HP bị trừ đi 33%, hồi máu bị giảm đi 80%, cộng 9 chí mạng, à nhầm, cộng 9 may mắn cho khi mà kết thúc ý quay. Trừ đi 9 hồi máu khi kết thúc ý quay, trừ 9 hồi máu, hút máu khi kết thúc ý quay. Ui, con này không chơi hồi máu, không chơi hút máu, mà lại còn không chơi được nhiều máu cơ. Thế con này thì full, full đam à? Sẽ có 10% có thể gây một energy khi mà pick up material, cộng một năng lượng hả? 5% thay đổi một đam. Khi mà dính đam thì mình sẽ tăng 2 energy. Ủa năng lượng này là cái gì ta? Energy sẽ được sử dụng vào cái magic beam deal 50% để đánh deal đam à? Achcha trên. Nói chung là nó sẽ dựa vào cả may mắn. À cái gì nhỉ? Energy. Nói chung là con này khá dựa vào khá nhiều cái energy của nó ấy, dựa vào cái năng lượng. Khi mà gây đam chí mạng thì sẽ có gây energy 50% và né tránh cái gì gì đó. Ồ nói chung là chơi thử rồi mới biết anh em ơi, chơi thử rồi mới biết. Ok, mình sẽ kết hợp nó với lại con Hurry anh em nhá, kết hợp nó với Hurry để chơi cho nó nhanh. Và vũ khí mình sẽ sử dụng đó chính là cái chân mèo. Đâu rồi? Chân mèo đây, cái chân mèo đây anh em ơi, cái chân mèo đây anh em ơi. Đã chơi con mèo thì phải chơi với chân mèo đấy. Hợp lý, không chơi máu đúng không? Không chơi về máu đúng không? Thì anh em mình có thể lấy hai cái item này đúng không? Đó, né tránh này. Né tránh nữa này. Thêm một item nào nữa bây giờ nhỉ? Chí mạng à? Thế thì chí mạng thì lấy thêm cái đấy. Ok. Dash 5 luôn. Nào. Xem nào. Ôi, cái chân mèo đánh hay phết nhỉ? Cái chân mèo đánh hay phết nhỉ? Mỗi lần đánh nó triệu hồi ra con mèo luôn anh em. Ui, cái anh em có để ý ở góc trên góc trái màn hình nó có một cái dấu khắc ấn của cái gì đi không? Nó là cái dấu gì ấy nhỉ? Nhìn lạ thế nhỉ? Không biết là cái gì ta. Thế thì phải tìm hiểu thì mới biết được, tìm hiểu thì mới biết được. Từ từ, cái Neko Pau, cái chân mèo này thì nó lại chơi đam nguyên tố anh em ạ. Nên là tí nữa anh em mình cần nâng cái đam nguyên tố của nó lên đấy. Đang cái dấu hiệu kia nó đang là 11 rồi, à 12 rồi kìa. Hay là mỗi lần mà mình gây đam chí mạng hay gì gì đấy ta. Thanh cái đầy thì sao nhỉ? À năng lượng à, cái đấy gọi là năng lượng đúng không? Đấy gọi là năng lượng của nó đấy anh em ạ. Cái đấy gọi là năng lượng của nó đấy. Rồi ok hiểu. Cái đấy nó sẽ là năng lượng. Nếu như mà mình full được năng lượng thì mình sẽ gây ra một cái gì beam ấy. Cái gì beam nhỉ? Magic beam. Magic beam. Ok. 5 chân mèo rồi này anh em này. 5 chân mèo rồi này. Ui, nhiều mèo thế. Nhiều mèo thế. Ui, nhiều mèo thế. Cộng một giây gì vậy? Được nói là cộng một giây quay tham nhá. Ác chữ vậy. 10% attack speed này. Đam nguyên tố. Tầm này là mình phải cần thêm đam nguyên tố anh em ơi. 12% đam cơ bản. Lấy thôi. Để bù đam thôi. Chứ không thể để đam nó bé bé như thế được. Đây thêm cái này này. Chân mèo phát nữa này. 14 nào. Bao giờ mới đầy cái kia nhỉ? Bao giờ mới đẩy cái kia nhỉ anh em nhỉ? Mình bị dính đam thì nó sẽ tăng. À không phải, mình dính đam thì nó cũng không tăng đâu, mà mình phải gây đam chí mạng hay sao á, hoặc là mình phải né tránh hay như thế nào đấy. Ôi dồi ôi. Pha vừa rồi mình tí cút ạ, mình ít máu quá. Hai đam nguyên tố này, chân mèo nữa này, mình đang hơi bị ít máu nên là phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà trước khi ấy thì mình sẽ mua cái này để tăng thêm một chút mà Zorio bút sức mạnh cái đã anh em ơi, bút sức mạnh cái đã. 2000 nâng máu đi, tìm máu để nâng mới được. Máu bây giờ thì nâng qua cái này trừ đam không được. Đây nâng cái này đi cũng được này. Rồi tạm tạm để lấy cái đấy đi. Mới thêm cái nào nữa, thêm đam nguyên tố nữa bây giờ nhỉ? Đam nguyên tố. À đây, quên mất cái này có thể tăng đam nguyên tố được này. Đấy, ok, thoải mái chưa? Rồi, quay trở lại trận đấu. Quay 5, ấy. Được 1/3 cái thanh kia rồi. Được 1/3 cái thanh kia rồi.
Mình sẽ cố gắng là làm sao để mình lên cái thanh ấy nhanh nhất có thể đã. Hình như cứ gây đam chí mạng là nó sẽ tăng cái năng lượng anh em ạ. Cái vũ khí để đánh kêu toàn tiếng mèo ạ. Cộng 1 second, cộng 1 giây. Quánh là toàn mèo là mèo luôn ý. Rồi. Rồi, ok. 128 rồi kìa. 3 tỷ lệ chí mạng này. 5 tỷ lệ chí mạng này. Cái này thì speed như thế thôi. 3 giáp. Rồi, tiếp tục quay 6 nào. Chắc là nốt quay này là anh em mình sẽ đẩy cái thanh kia đấy. Để xem khi mà đầy thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì. Magic Beam à? Đâu từ từ. 149 cho 50 à? À, cái này nó sẽ đầy ở 150. Ôi. Ui. Ui, anh em vừa nhìn thấy gì không? Anh em có nhìn thấy gì không? Anh em thấy nhìn cái điều gì nó vừa xảy ra không? Ôi, cái Magic Beam. Ui. Ghê thật. Cái Magic Beam ghê thật. Ui. Ôi, ôi, ghê vãi. Ôi, ghê vãi anh em ạ. Anh em có nhìn thấy cái pha vừa rồi không? Ghê vãi. Ôi, hay nhờ. Được nhờ. Ôi, thích thực sự nhờ. Ôi, tiếp. Ôi, thế này mình phải xem là, mình phải xem kỹ lại làm sao để lấy được nhiều cái năng lượng kia nhất. Ờ, mình phải đọc rõ lại cái tính chất của con này mới được. Ôi. Ồ, hay ấy, hay ấy. Hay ấy. Hay ấy, hay ấy. Chuẩn bị tiếp này, chuẩn bị tiếp này anh em này, chuẩn bị tiếp này. Chuẩn bị tiếp này. 149, 150. Đâu rồi? Một cái nữa. Một cái nữa. Ơ kìa. Đâu rồi? Đâu rồi? Úi giời. Ôi giời, sướng quá. Ui, như kiểu Kamezuko anh em ạ. Như kiểu Kamezuko ấy. Từ từ anh em ơi. Giờ ra là anh em mình phải check kỹ lại cái tính chất của nó đã nha. Check lại kỹ cái tính chất của nó đã. Nào, xem là tính chất nó như thế nào nào. Đây nhá. Tính chất đầu tiên của nó sẽ như thế nào đây? Đây. Anh em mình sẽ check lại một lần nữa tính chất của nó này. Trừ 35% đam này, ok rồi này, cái này không nói làm gì này. HP hồi hồi máu thì sẽ giảm đi 33% này. Max HP giảm đi 33%, hồi máu thì giảm đi 80%. Cộng 9 lắc mỗi kết thúc mỗi quay, trừ 9 hồi máu và trừ 9 hút máu kết thúc mỗi quay này. Sẽ có 25% cơ hội cộng một năng lượng khi nhặt Mercurial. À, nhặt Mercurial thì sẽ tăng cái năng lượng em ơi. Có 5% cơ hội nhận một sát thương khi nhận sát thương không phải từ kẻ địch. Sẽ nhận hai năng lượng. Ai chả. Ai chả. Nếu như mà mình tự gây sát thương cho mình không phải từ kẻ được gây ra thì mình sẽ được cộng 2. Mình sẽ được cộng 2 năng lượng. Ờ, mình sẽ được cộng 2 năng lượng anh em ạ. Năng lượng sẽ được sử dụng để bắn Magic Beam. Đấy, nó sẽ gây đam từ đam 300% đam nguyên tố anh em nhá. Sạc thêm gấp đôi sát thương. Cứ một năng lượng tiêu thụ thì phục hồi 0,5 máu. Ái chà. Phục hồi máu từ năng lượng luôn à. Khi nhận sát thương tới giới hạn thì nó sẽ gây năng lượng trên 50, tránh tử vong và tiêu tốn tất cả năng lượng để bắn chùm tia. Ai chà. Khi đầy đủ năng lượng thì sẽ 100% tự động bắn chùm tia sát thương theo 100% năng lượng. Ai chà, ai chà, ai chà. Nói chung là khi mà mình nhặt Mercurial này anh em này, khi mà mình nhặt Mercurial này và khi mà mình chịu đam không phải đam từ quái gây ra này, và khi là mình có thể cái gì gây chí mạng hay cái gì gì đó, ở né tránh gì gì đó nữa, thì mình cũng có thể gây được cái năng lượng ấy lên. Ai chà, thế thì bây giờ thì mình sẽ, ôi nhưng mà bây giờ mà lấy một cái item nào đó nhá, xong rồi gây đam cho chính bản thân mình, nhưng mà như thế thì mình lại không hồi máu được, bởi vì cái hồi máu và hút máu của mình đang âm. Ok, như thế này không được. Thôi cứ chơi đi, cứ chơi đi, mình sẽ tích năng lượng theo cái kiểu là nhặt Mercurial thôi. Ôi, nhặt càng nhiều Mercurial càng tốt đúng không? Ok. Thế này thì lấy thêm những cái item mà nó cộng thêm nhiều Mercurial anh em ạ. Máu mình hơi ít nữa cơ. Này phải tích được nhiều năng lượng cơ mới hay. Ui, nổ luôn kìa. Giờ mới quay 8 thôi, cứ bình tĩnh. Mình phải cần bổ sung thêm máu anh em ơi. Mình phải cần bổ sung thêm máu.
Chứ như này hơi ít máu á. Như này hơi ít máu á. 15 lắc à. 3 đam nguyên tố này. Cái này thì lấy 3 đam nguyên tố nữa này. Tiết kiệm bật serial. Rồi từ từ. Bổ sung thêm máu cái đã. Cái máu này đang ít quá. Đây lấy thêm cái này. Đây đây đây. Máu đây máu đây. Tất cả máu luôn. Ok chưa. Từ từ. X cái này đi. Kéo xuống ngay tầm tím. Mua thêm một chút gold này để kiếm thêm tím ở serial nữa. Hơn 5.000 là ok rồi này. Tiếp tục là anh em mình sẽ lấy thêm cái gì bây giờ nhỉ. Máu 48 thì mình nghĩ là vẫn chưa ok lắm. Thêm tí cái này nữa. Rồi ok nhá. Đam nguyên tố cái chí mạng của mình đâu nhỉ. Lấy thêm chí mạng nữa nhá. Chí mạng chí mạng chí mạng này. Trừ 3 chí mạng. Cái trừ giáp tăng chí mạng trừ 300 đam. Lấy cái này lấy cái này được này. Trừ một chút đam đi không sao đâu. Bởi vì đam mình khá nhiều. Ok này. Xong rồi lấy thêm cái chắc là như thế thôi nhỉ. Tạm tạm như thế thôi. Còn cái việc là hồi máu ấy, thì mình nghĩ là mình không nên lấy làm gì. Bởi vì mỗi kết thúc mỗi một wave nó lại trừ hồi máu của mình đi thì không ăn thua. Đúng không nhỉ. Ôi chứ mà nếu như nhá. Nếu như bây giờ mà mình lấy nhiều hồi máu nhá. Mà mình lấy nhiều hồi máu. Mình có cái item mà nó tăng hồi máu lên là item nào nhỉ. Đây. Mình lấy cái này. Tăng hồi máu lên nhưng mà cái hồi máu này thì phải dựa vào đam nguyên tố mà nó tăng đam nguyên tố phải nhiều lắm ấy. Phải tăng nhiều đam nguyên tố lắm thì cái hồi máu kia nó mới tăng được. Mà chưa kể là cái hồi máu này nó lại còn giảm đi mà kết thúc mỗi wave nữa. Nên là chơi cái trò mà tự gây đam cho chính bản thân mình ấy thì cũng hơi bị hên xui nhở, hơi bị hên xui. Thế nhưng mà nếu như mà mình lấy cái công trình mà mình không chơi cái trò đấy nữa mà mình lấy cái công trình hồi máu. Mà mình lấy cái công trình hồi máu này. Đâu nhỉ? Công trình hồi máu ở trên đúng không? Công trình hồi máu đâu ta? À đây 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 đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 đi. 15 cái này. Sau thì mình mua một cái item ở bên trên là một cái item gây trừ máu cho bản thân mình. Thì thử xem là nó sẽ tăng cái năng lượng như nào anh em nhé. Tăng cái năng lượng như nào nhé. Đây, mình sẽ lấy thêm một cái này. Một cái này chẳng hạn. Đấy, ok. Đây, vào bây giờ thử xem nó sẽ như thế nào anh em ơi. Thử vào xem mà nó sẽ như thế nào nào. Tự gây đam cho chính bản thân mình và tự hồi máu bằng cái công trình kia luôn. Thì nó sẽ không liên quan đến cái việc là hồi máu và hút máu nữa. Ok, thử xem nào. Đây. Ồ, cộng năng lượng liên tục kìa anh em kìa. Cộng năng lượng liên tục luôn nhá. Ui. Ui, anh em nhìn pha kìa. Anh em nhìn pha cái gì nhỉ? Magic Beam kìa. Ác luôn đấy chứ. Ui, chuẩn bị Magic Beam tiếp này. Chuẩn bị Magic Beam tiếp anh em nhá. Ui, Magic Beam. Ui, thực sự là ghê luôn anh em ạ. Thực sự là ghê luôn. Magic Beam liên tục luôn đấy chứ. Này, chuẩn bị farm Magic Beam phát nữa nhá. Ui, ui phải hơi phí. Phải đây Magic Beam hơi phí nhở. Ui, một tên bây giờ mình có thể Magic Beam kiểu mấy lần được luôn ý. Được đấy, được đấy. Đây rồi, chuẩn bị Magic Beam phát nữa anh em ơi. Chuẩn bị Magic Beam phát nữa. Ui, Magic Beam kìa. Ui. Ui Magic Beam kìa. Phát nữa này, phát nữa này. Ui giời ơi. Đỉnh cao. Được đấy, được đấy, được đấy. Ui thú vị thật. Lần trước mình chơi con này mình nó không có cái tính chất này đâu nhỉ. Lần trước mình chơi à đâu. Lần trước mình chơi là mình không chơi cái con phiên bản birthday, phiên bản sinh nhật này mà mình chơi con khác. Mình chơi con khác anh em ơi, không phải chơi con này. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hay đấy. Con này thực sự là hay luôn anh em ơi. Tiếp tiếp tiếp. Như giờ mình phải tăng thêm cái Mercurial Drop từ quái lên nữa đi. Tăng cái lượng Mercurial Drop từ quái lên. Đâu nhỉ, đâu, đây. Tăng lên nhá, tăng lên nhá. Để cho nó rơi nhiều Mercurial hơn. Đấy, để mình có thể nhặt được nhiều Mercurial. Và tăng được cái năng lượng lên nhiều hơn. Đây, mình sẽ đứng ở đây. Và mình sẽ bắn một phát Magic Beam ra bên ngoài kia luôn. Nào, bắn, 2, 3, 2, 3. Vô, ui kìa. Magic Beam kìa. Wow, như kiểu Kamezoko vậy. Nào, tiếp nào, tiếp nào. Tính ra cái Magic Beam này nó bắn hơi linh tinh ấy nhá. Ôi trời, nó bắn kiểu không định hướng rõ ràng lắm ấy. Mình quay mặt đi đâu thì nó bắn tới đấy nhưng mà không phải như thế đâu. Lúc thì nó bắn chéo, lúc thì nó bắn ngang. Rồi chuẩn bị mạng. Ui, Magic Beam phát nữa kìa. Đỉnh luôn đi chứ. Rồi ok ok. Tiếp 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 tiếp. Chưa dừng lại đây được. Chưa dừng lại đây được. Quay tiếp theo. Quay tiếp theo. Quay 11.
Hay đấy, hay đấy. Con này hay đấy anh em ạ. Con này hay đấy. Con này có quả Magic Beam hay đấy. Hay thực sự luôn đấy. Ui, Magic Beam tiếp. Thôi, Magic Beam liên tục luôn mà. Như kiểu phóng Kamezoko, Kamehameha của Goku vậy. Ui, nổ kìa. Ui, nó lại nổ ngược lại ạ. Cay vậy. Này, mình phải điều hướng được cái Magic Beam như nó mới hay. Được này, như nó không cho điều hướng cái Magic Beam ấy. Bắn linh tinh vãi trưởng. Ui, cái Magic Beam đỉnh cao ấy. Rồi, xong quên 11. Ok. Ui, còn 7 năng lượng nữa là anh em mình có thể Magic Beam được phát nữa kìa. Cuốn. Tiếp. Cắt lucky à? Có nên lấy cái này không ta? Cái này có liên quan gì đến cái con mèo này của mình không nhỉ? Cắt lucky, cắt ground. Lấy thử không nhỉ? 10 giây mà sao rồi, lấy thử đi. Lấy thử luôn cái combo item ấy đi. Tím xanh. Tím thì nó là cái gì nữa? Tím thì nó sẽ là cái The Night King Crown, vương miện à. Cái vương miện level của vương miện King Crown. King Crown. Đâu nhỉ? Vương miện ở đâu nhỉ? Xem em. À đây, nó là cái này. Rồi ok. Tiếp theo nữa là một item đỏ nữa. Nó là cái gì đây? Nó là cái Dark Star King Armor, nó là cái này đúng không? Rồi, thử luôn là sẽ biết nó như thế nào ngay. Ok. Sẽ biết nó như thế nào ngay. Nó sẽ đây, đoạn đây là những cái tính chất mà nó sẽ cung cấp cho mình em ạ. Cung cấp cho mình những cái tính chất như sau đây. Đấy, đạp nguyên tố rồi là Mercurial rồi là các thứ. Ok, con 12 nào. Ui giời, vừa vào cái bắn Magic Bomb luôn ạ. Ui giời. Được anh em ạ, được ấy. Con này được ấy. Tiếp tục Magic Bomb này. Ui, Magic Bomb ghê vãi. Gây 6.000 dam anh em ơi. Gần 7.000 dam luôn đấy chứ. Ui giời, ui. Mình còn không bị trừ máu anh em ạ. Ui, mình còn được bất tử kìa. Ui, lấy 3 cái item cái xong mình bất tử luôn ấy. Không bị dính dam luôn anh em ơi. Tính cho con này mẹ nó mạnh vãi. Khi mà lấy đủ 3 cái item kia khỏe vãi chuẩn ạ. Tự bản thân gây đam cho mình thì không gây đam được luôn kìa. Ôi thế thì 3 cái item này không được rồi. Lấy 3 cái item này xong thì không gây sát thương được cho chính mình thì để làm được cái Magic Bomb kia thì hơi lâu. Cái này thì không được. Cái này thì mình phải bán cái 3 cái item vừa rồi đi rồi. Không để lại đâu. Để lại mình không chịu sát thương thì làm sao mà có thể kích hoạt được nhiều Magic Bomb. Đấy. Phải để tự gây sát thương cho bản thân như này này. Mình kích hoạt được nhiều Magic Bomb bắn nó mới sướng. Liên tục luôn. Chuẩn bị Magic Bomb phát nữa đây này. Ôi, ui trời ơi. Ghê luôn đi chứ. Này phải tăng thêm số lượng quái đánh cho nó sướng em ạ. Ui, Magic Bomb phát nữa kìa. Ác thật. Được ấy. Ui giời. Bắn liên tục luôn mà. Kêu bây giờ cũng không giải quyết được gì đâu mà kêu. Kêu làm cái gì cho nó mất thời gian ra. Kêu với chúng tôi thì kêu với chúng tôi. Kêu tập này là ăn Magic Beam. À đâu, Magic Beam nhưng mà Magic Bomb. Thì nãy giờ mình cứ đọc là Magic Bomb. Magic Beam. Nó là Kamehameha đấy. Đỡ bằng răng. Quái bây giờ thì cứ giỏi vào đây. Mình cân hết. Magic Beam là hay đấy. Bắn. Ui trời ơi. Ui trời, Magic này. Nó quét hết quái trên cái đường của Magic Beam đi luôn đấy. Ui, Magic Beam kìa. Ô khoa dã man. Mà cái tiếng mèo kêu nghe đau đầu quá nhở.
Ui 141 rồi kìa. Tí nữa vào phát là anh em mình lại magic beam phát nữa luôn đấy. Bây giờ mình tăng thêm số lượng quái lên anh em ơi. Tăng thêm số lượng quái lên cho nó nhiều bắn nó sướng. Cho nên khoảng 50 cuốn đi nhá. Ok, thế thôi. Ui 15 đi. Nào, tiếp tục magic beam phát nữa nào. Ui, 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 ui magic beam kìa. 6.000 dam ạ. Chuẩn bị magic beam phát nữa cơ. Liên tục luôn đi này. Này, phát nữa này. Bắn này. Bắn này. Bắn này, bắn này, bắn này. Ui. Đi hết luôn. Không một con nào còn sống. Ui. Ghê vậy. Được của nó đấy anh em ạ. Được của nó đấy. Ui rồi ôi. Chất chưa, chất chưa, chất chưa. Đã chất chưa. Đã chất chưa, đã đủ chất chưa. Bắn luôn này. Ui. Ghê luôn đấy chứ, ghê luôn đấy chứ. Bắn phát nữa này, phát nữa nào, phát nữa nào. Phát nữa rồi kìa. Úi rồi ôi. Ui. Giờ mỗi một quay mình phải bắn được 5 dòng phát magic beam đi nhở. Ghê thật. Mỗi một quay bây giờ mình phải bắn 5 dòng phát magic beam luôn. Ác thật luôn đấy. Ok. Ok. Tiếp 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 tiếp. Quay 16. Được được được. Lâu không chơi lại mấy cái con kiểu cũ cũ này. Nhưng thực ra ngày xưa mình chưa chơi cơ. Mình chỉ chơi con này ở cái bản bình thường của nó thôi. Chứ còn cái bản mà bớt đây này mình chưa chơi bao giờ luôn ấy. Rồi rồi rồi. Chuẩn bị magic beam phát nữa chưa. Bắn. Úi trời ơi. Ui hay, ghê đấy. Ghê đấy. Magic beam này đỉnh cao đấy anh em ạ. Đỉnh chóp đấy. Ui. Ok luôn đi chứ. Bắn tiếp. Ui. Ghê thật. Mỗi một quay mà bắn 5 xong phát mà quay nó còn giảm đi 50% quay tham do mình chơi cùng với Harry rồi đấy. Ui bắn kiểu bắn là bắn ngược ạ. Rồi, ok 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 xong 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 xong. Xong quay 16, quay 17 nha anh em nhá. Ui, 145 năng lượng rồi kìa. Tí vào quay sau là anh em mình magic beam luôn đấy. Này, magic beam luôn này. Thấy nhá. Ui xôi. Con elite đen thế. Vừa ra phát bị mình magic beam cho phát cút luôn. Ê. Con magic. Con elite buồn cười vãi chưởng ạ. Ra phát bị mình magic beam cho phát cút luôn mà. Điêu ấy. Ui xôi ôi. Magic beam liên tục này thì đỡ sao nổi các em nhở. Khó quá, khó cho quái quá. Mình mới nâng tầm chiêu thức lên một cái quả gọi là Kamehameha mới quá này. Quái thì thấy bất ngờ luôn đấy chứ. Rồi xong quân 17 anh em ơi, xong quân 17 này. Được của nó đấy, được của nó đấy. Bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ. Ờ, 19, rồi. Quân 18, 18, 18, quân 18. Nào, nào. Nào, như nào nào. Như nào nào. Như nào nào, như nào nào. Ui, magic beam. Tốt, 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 tốt. Tốt, tốt. Tốt, 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 tốt. Ui, magic beam kìa. Ui, magic beam tiếp kìa. Liên tục magic beam vào mồm quái luôn đấy. Tiếp tục magic beam luôn. Magic beam bây giờ nó là liên tục luôn. Chuẩn bị phát nữa này. Chuẩn bị magic beam phát nữa đấy. Ui trời ơi. Đúng cái lúc không có con quái nào thì lại magic beam ạ. Cày ấy. Ui bắn phát nữa. Ghê thật. Ghê thật. Công nhận. Ác luôn ý. Ghê ác luôn ý. Quay 19. Nào. Ồ. Con này nó còn tăng quay tham anh em ơi. Tính ra chơi cái con mèo này nó còn tăng cả quay tham luôn đấy chứ. Anh em có để ý vừa nãy là 30 mấy giây không? Mà bình thường em mình chơi kết hợp với Harry nó chỉ là 30 giây thôi. Ui xổi nhưng mà magic beam thì nó thôi luôn đấy. Magic beam nó bắn ra thì thôi luôn đấy. À em nhìn này. Ui ui xổi ôi. Đỡ làm sao được. Nào tiếp nào tiếp nào. Phát nữa này. Phát nữa này. Bắn. Ui xổi ôi. À Sima. Ghê thật. Bắn như này.
Ghê thật. Này, tiếp rồi, tiếp này, chuẩn bị tiếp này. Chuẩn bị tiếp phát nữa này. Này, ui trời ơi. Bay hết. Thổi cho đúng phát thôi là bay hết. Ôi trời ơi. Ờ, bỏ sao chơi con này nó cảm giác nó hơi lâu lâu tí. Là do con này nó cộng thêm dây của trận đấu nên là nó hơi lâu. Ác phết. Nhưng mà lâu thì cũng hết rồi anh em ơi. V20 rồi, kết thúc trận đấu vậy thôi. Nào, Magic Beam cho hai con boss này nào. Nào, vào đây. Tích năng lượng cái đáng anh em ơi, tích năng lượng cái đáng, tích năng lượng nào. Chuẩn bị Magic Beam này, Magic Beam này. Bắn, 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 bắn. Ô, không kịp Magic Beam ạ. Cay tê nhở. Không kịp Magic Beam kìa. Trời ơi, chết nhanh quá. Chết hai con boss nó chết nhanh quá. Do đam bình thường của mình to nên là Magic Beam nó không kịp luôn anh em ơi. Nhưng mà hay, được anh em ơi, được, được. Đánh giá con này là ok đấy. Ok đấy anh em ạ. Được đấy, anh em nên trải nghiệm con Lucky Neko ở chế độ phiên bản version mới đây anh em nhá. Hay dã man luôn anh em. Ok, nếu như anh em xem thấy thú vị thì để lại cho mình một like, một comment xuống phần bình luận và để lại cho mình một đăng ký để ủng hộ mình ở những video tiếp theo anh em nhá. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.